Thưa quý vị, lần đầu đi từ tỉnh Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, nam sinh viên 19 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, khiến cho gia đình rất lo lắng. Cho đến nay gia đình của nam sinh đang đi khắp nơi tìm kiếm và cầu cứu đến cơ quan công an nhưng vẫn chưa có kết quả. Người mất tích là Nguyễn Văn Nghĩa 19 tuổi, quê ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, là tân sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đóng tại thành phố Thủ Đức. Theo trình báo của gia đình, chiều ngày 11 tháng 2, Nghĩa lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Câu từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học vào năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến 5 giờ sáng hôm sau, xe vào bến đến bến xe miền Đông ở quận Bình Thạnh nhưng Nghĩa thì biến mất. Khi xác minh nội dung trình báo của gia đình, công an trích xuất hình ảnh camera các vị trí ở bến xe miền Đông thì xác định Nghĩa đã đến thành phố Hồ Chí Minh, xuống xe của nhà xe Tân Hoa Câu nhưng đi đâu không ai biết. Ngày 14 tháng 2, lãnh đạo công an phường 26 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tìm kiếm anh Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định, bị mất liên lạc với gia đình khi vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, đang được quan tâm trong cộng đồng mạng. Chị Hồ Thị Cẩm Nhung là chị họ của Nghĩa cho biết, đến hôm nay gia đình vẫn chưa có bất cứ tung tích gì của Nghĩa. Trước khi mất liên lạc, Nghĩa mang một chiếc ba lô, một chiếc vali, áo khoác, mũ và quần tây, tất cả đều màu đen. Ai thấy nghĩ ở đâu có thể liên hệ giúp gia đình qua số điện thoại 0337 812 175 hoặc số điện thoại 0327 380 753. Chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại quý vị có thể liên hệ để có thể chia sẻ về thông tin. Số điện thoại 0337 812 175 hoặc 0327 380 753.